Ok, Nguyễn Mẫn Gamer xin chào tất cả anh em nha. Chúc anh em có một ngày mới tốt lành. Ok anh em ơi, thì theo như nhu cầu của một bạn tên là Bảo An Hàng ở trên Facebook ha. Hôm qua có chạy online với Mẫn là Mr. An á, thì kêu Mẫn là share cái skin của bạn này vẽ cho anh em đi. Thì Mẫn nói luôn cái skin này á, thì thật sự là hoàn toàn là của bạn nó vẽ thiệt. Nhưng mà do bạn đó là vẽ chưa có được chuẩn lắm, với lại cũng không chính xác lắm, cho nên Mẫn có thêm một vài cái chi tiết vô, là Mẫn có chia sẻ thêm cái bản led cho các bạn này ha. Rồi có thêm cái bản biển số của bạn này, thì Mẫn có thêm Mẫn sẽ sửa lại biển số của Việt Nam, nó có cái logo của cái hình Việt Nam ở đây, logo xe khách hình Việt Nam ở đây ha. Ở chỗ này thì Mẫn không sửa, Mẫn giữ nguyên zin hết luôn, biển số là giữ nguyên zin hết, chỉ có là thêm cái này với lại cái màu biển số là Mẫn sửa lại thôi. Đó, còn cái khung này á, thì Mẫn biết tại sao khi mà kinh mà nó đem về thì nó không phải màu đen mà nó là màu xám như thế này thì Mẫn cũng không rõ nữa anh em ạ. Đó, và nói chung á là skin của anh em vẽ thì Mẫn nói của anh em vẽ thôi. Đó, thì Mẫn có thêm vô những cái chi tiết đó, thì Mẫn nói là Mẫn thêm vô những cái chi tiết đó. Đó, như ở trên đây là Mẫn có thêm vô cái dòng phương trang full ta bất like để cho nó không có bị nhạt chiếc xe đi. Đó, thì đây là skin của bạn đó, và đã yêu cầu Mẫn là chia sẻ trong vòng cũng gần một tháng rồi. Hôm nay thì mới làm, thì nói chung là cũng bận công việc rất là nhiều nên là không có lên kịp. Như là anh em lưu ý là khi mà anh em gửi cái skin cho mình, anh em gửi cái Google Drive, anh em đừng có gửi cái mỗi cái file PNG qua. Thì anh em gửi cái file PNG qua, khi mà mình tải về mình ép lên cái skin này á, thì nó lại bị lỗi kính đen thùi lùi hết, không chạy được. Mình phải bắt đầu mình xóa đi các kiểu rất là cực. Đấy, thì nếu mà anh em nào mà yêu thích kênh của mình mà muốn mình chia sẻ skin của anh em thì anh em cứ việc gửi về, nhưng em gửi qua cái manager trên Facebook, cái chat đó, cái tin nhắn ở trên Facebook của mình, thì cái Facebook của mình anh em đã có ở dưới phần mô tả rồi, nhưng mà anh em gửi cái link Google Drive nha, đừng có gửi cái bên NG qua thì mình phải cực lắm, mình phải ấy lại. Nói chung cái skin này khi mà gửi qua mình cũng sửa mà mình cũng xóa đi cái kính rất là nhiều. Đó, thì bây giờ nó cũng là một cái bản skin hoàn thiện thôi. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em. Đó, thì anh em nào yêu thích cái skin này, anh em có thể tải về anh em chơi thôi. Đây là skin của nhà xe Phương Trang Full Tabus Line, một xe khá là nổi tiếng rồi anh em ạ. Đây, Phương Trang Full Tabus Line đây. Đấy, cái bản led mà mình làm mới nhất là bến xe miền Đông và bến xe Đà Lạt. Còn cái bản led này của mình anh em nha. Đó, ở đây bạn thấy bạn này có để là Đà Lạt thì mình để là bến xe miền Đông, bến xe Đà Lạt. Đó, anh em nào yêu thích cái skin này, anh em có thể chơi. Đây, biển số là 51B29296. Đó, giữ nguyên cái biển số zin của bạn này luôn, không có thay đổi gì cả. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào game thử nha. Ok, mình sẽ thử vào game, mình đón khách thử anh em nha. Đấy, nói chung thì anh em nào có nhu cầu xe kin hay có nhu cầu muốn chia sẻ thì anh em cứ gửi về trên tin nhắn Facebook với cái link Google Drive nha. Đừng cái gửi cái link mà PNG qua, là gửi link PNG qua xóa kính rất mệt anh em ạ. Đấy, còn kinh anh em mà không hoàn thiện ở chỗ nào thì vẫn sẽ sửa lại cho nó đẹp đẹp đi xíu rồi vẫn chia sẻ lên kênh. Đó, chứ để mà skin nó không được hoàn tất, nó không đẹp á thì anh em chơi nó cũng không vui. Đây anh em ạ, thì khi mà vào game đây, anh em nhìn thấy đây skin thì nó cũng đẹp anh em ạ. Đây, thì nói chung là phương trang mà, nhưng mà cái màu này nó hơi đậm anh em ạ. Màu kia này nó hơi đậm so với màu của mình làm thường xuyên. Đấy, ok, mình sẽ chạy lên mình đón khách cho anh em coi. Đây nè bạn, đây skin Phương Trang. Đấy, bên đây là đang quảng cáo Pepsi nè anh em ạ. Đó, thêm cái dòng Phương Trang Full Tabus Line ở trên đây, với thêm cái bản led này vô nhìn nó hoàn thiện hơn rất là nhiều. Ủa, tìm gì mẹ? Đây, đó, thấy không? Rất là ok luôn. Đó, thì mình có thêm cái biển số này, mới có thêm vô cái biển số Việt Nam này. Đấy, thì nếu mà Bảo Ăn Hàng mà em có xem được thì em vô em xác nhận giùm anh nha. Đây, skin này thì anh có chỉnh sửa rồi các kiểu. Đấy, có xem được thì nhớ like luôn nha. Nhớ like một cái, comment cũng như là chia sẻ cái skin này cho nhiều bạn mà nào chưa biết anh em. Ok, đây thì skin này thì lên xe cũng rất là đẹp luôn. Đấy, chạy thì mở cốp, mở cửa đồ, nó tè le cũng được anh em ạ. Nó không có vấn đề gì cả. Đây, đấy, ây da, đấy anh em chạy bình thường nhé. Skin này nói chung là mình cũng đã sửa lấy rồi, và nó cũng gọi tôm tất là nó cũng hoàn thiện anh em ạ, nên là mình cứ chơi thoải mái thôi.
nó không vấn đề lỗi lầm gì đâu anh em ơi. Hay, ok anh em thì muốn làm cái video ngắn ngắn để chia sẻ skin cho anh em thôi, chứ cũng không làm dài chi cho nó mất công anh em, mất thời gian anh em coi được các kiểu. Đây, anh em nghe skin Phương Trang của Bảo Ngân Hàng chia sẻ. Thời gian vừa qua thì vẫn có làm rất là nhiều skin chia sẻ cho anh em rồi. Và anh em nào mà yêu thích kênh của mình thì nhớ like cũng như đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của mình ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu, anh em biết làm kin mà anh em không có kênh YouTube, anh em muốn vẫn chia sẻ dùm, thì anh em cứ gửi cái skin của anh em qua cái đường qua cái tin nhắn Facebook của mình nó ghim ở dưới phần mô tả Facebook của mình rồi. Anh em gửi qua thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em chỉnh sửa skin, hay là nếu mà kinh đẹp thì mình sẽ share luôn, còn kinh nào chưa đẹp thì mình sẽ hỗ trợ mình chỉnh sửa rồi mình chia sẻ lên kênh để cho anh em cùng chơi nha. Mấy bạn anh em, và hẹn lại âm vở video lần sau. Mấy bạn subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe.